Những pha xử lý kỹ thuật luôn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người thì cho rằng đó là sự màu mè, thừa thãi. Nhưng cũng nhiều khán giả lại yêu say đắm và luôn muốn được tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ đến say lòng người như thế. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những tình huống phô diễn kỹ năng, điều khiển và nhảy múa với trái bóng điêu luyện của các cầu thủ bóng đá trong mùa 2022-2023 các bạn nhé. Bất ngờ chưa ông già, xỏ hán luôn nè, Casemiro bắt đầu thấy ngợp dần khi khoác lên mình chiếc áo đỏ của quỷ rồi ha. Sané đỡ quả bóng này thì chịu, xứng đáng có hẳn 2 bàn thắng luôn chứ 1 thì ít quá. Tầm này bộ ngực săn chắc của ngôi sao người Đức trở thành của hiếm tại Bayern mất thôi. Không chỉ hỗ trợ phòng ngự khá, khả năng phô diễn kỹ thuật cá nhân của Eduardo Camavinga cũng không phải dạng vừa đâu. Chả qua là anh có thích phô ra không thôi. Mà thôi, đá mỏ neo thì cứ sự hiệu quả mà chơi nha Camavinga, màu mè làm gì lại bị cho lên mạng xã hội đấy. Đấy, cho đội bạn sấp mặt luôn như vậy mới chuẩn, đúng chất Camavinga mà chủ tịch Perez mong muốn khi chiêu mộ rồi. Cho người ta xoay compa tí thôi làm gì căng, Zampo Agusa chơi như này thì chết hàng thủ Liverpool rồi. À, ngoáy cái chân chút đỉnh để mà khè ngoại hạng Anh, làm mình kỹ thuật đầy mình à. Kỹ viện rất chi là Anthony đấy chứ đùa đâu, duyệt bom tấn này quỷ đỏ ha. Tầm này Ousmane Dembele đang khỏe mạnh vào form rồi nha, đừng hòng cản bước được anh ấy. Mà có cản thì cũng cản nhẹ thôi nha, chứ không Dembele lại phải làm bạn với giường bệnh thì nhọc ban lãnh đạo Barcelona lắm. Nhìn hàng thủ của Liverpool bị các cầu thủ Napoli bón hành ra đấy, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ đi ha. Ấy chết, Lautaro Martinez quên mất rằng Manuel Neuer là ai rồi à. Cứ thấy bóng trong chân thủ môn mà tưởng ngon thôi. Xin nhắc lại, người đang giành được quyền kiểm soát là Neuer, đừng hòng lấy được trái banh dễ dàng nha bạn nhỏ. Nhìn hình ảnh qua người và ghi bàn đầy mạnh mẽ này của Marco Reus, người hâm mộ lại càng cảm thấy tiếc nuối cho ca chấn thương mới nhất mà đội trưởng của Dortmund gặp phải. Thiên tài nhưng bạc vận, hy vọng anh sẽ kịp bình phục để tham dự World Cup 2022 cùng tuyển Đức. Neymar đã kiến tạo quả mãn nhãn như này mà không có lấy một lần đáp lễ là sao Kylian Mbappe? Chủ tịch Paris Saint-Germain bây giờ lộng quyền quá, cứ như này rồi không còn ai ủng hộ nữa đâu chàng trai. Bàn thắng này mang tất cả kinh nghiệm của Luka Modric, cựu bóng vàng đã hết thời ư, xin lỗi nhưng Modric vẫn còn đẳng cấp lắm. Nhìn Phil Foden càng ngày càng chững chạc và tạo ra những pha bóng mãn nhãn như thế này, người hâm mộ lại càng khâm phục tài nhìn người của huấn luyện viên Pep Guardiola. Chính huấn luyện viên Tây Ban Nha đã phát hiện và rèn giũa để có một Foden bá cháy như ngày hôm nay. AC Milan vẫn đang có vị trí trong top đầu tại Serie A cho đến lúc này. Có công đóng góp rất lớn của Rafael Leao, tài năng Bồ Đào Nha đã thực sự lớn trong mùa giải năm nay. Và người vui nhất chính là huấn luyện viên Stefano Pioli. Quả này Milan vẫn đủ lực bảo vệ ngôi báo ha. Kiến tạo đã bá, riết rồi dứt điểm cũng uy tín nữa thì sao mà chơi lại đây Kevin De Bruyne. Lại còn có thêm người cộng sự mới Erling Haaland đang sở hữu phong độ khủng khiếp nữa. Man City chắc còn thắng dài.
xí hụt. Tí nữa thì lại có siêu phẩm đến từ Vinicius nhà Bồ Tèo. May mà bên kia hỗ trợ nhau tích cực đó, không là ăn nguyên rổ hành rồi. Quả đánh gót này mượt chưa anh em, kiểu Hakimi bị bất ngờ và mất đà luôn ấy, khó cho hậu vệ của Paris Saint-Germain quá. Ai đó làm ơn cản Rafael Leao giùm cái, hắn ta đang điên quá rồi. Kiểu này mùa hè vừa qua ông nhỏi được Ibrahimovic chỉ dạy nhiều thứ nên mới lột xác như này đây. Tiền đạo đẳng cấp ghi bàn là phải như vậy, không cần bất kỳ chạm nào, chỉ cần vung chân dứt điểm là có bàn thắng. Uy tín Lewandowski chưa các cu lê? Real Madrid chỉ tốn 6 triệu euro để có Federico Valverde. Xin nhắc lại, kèn trắng chỉ phải bỏ ra 6 củ để sở hữu Valverde mà thôi. Còn đây là những gì tiền vệ Uruguay thể hiện. Vừa kỹ thuật, lại có tốc độ và thể lực dẻo dai. Đúng là món hơi thế kỷ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Luis Diaz vẫn đang cho thấy anh xứng đáng với từng đồng mà Liverpool đã bỏ ra. Chính Diaz là điểm sáng duy nhất trong thảm bại 4-1 của The Cop trước Napoli tại Champions League. Cầu thủ mang áo số 23 đã có pha đặt lòng hoàn hảo, mang về bàn thắng vớt vát chút danh dự cho đại diện đến từ xứ sở sương mù trong lượt trận đầu tiên tại C1 năm nay. Frankie de Jong hè vừa qua không rời được Barcelona, nhưng mà tiền vệ Hà Lan vẫn chuyên nghiệp lắm. Ngoặt bóng mượt đến độ đội bạn có níu kéo mà không có được luôn mà. Rashford nhấn chìm Arsenal rồi nè bà con. Pháo thủ vẫn có thể đang lạnh lẽo trên ngôi đầu bảng rồi đấy. Nhưng MU vẫn phải thắng để người hâm mộ còn ra khỏi hang gáy vang tiếp nha. Vừa rồi là những pha trình diễn kỹ thuật nhảy múa với trái bóng mãn nhãn của các ngôi sao bóng đá trong mùa 2022-2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.